gọi là môn đà la ni môn tam muội rời ngoài không cũng chẳng có môn đà la ni môn tam muội môn đà la ni và môn tam muội tức là không không tức là môn đà la ni và môn tam muội bạch đức thế tôn đại bồ tát muốn thật hành bát nhã trí huệ ba la mật vì không phương tiện nên an trụ trong xác thọ tưởng hành thức vì có tâm chấp ngã nên bồ tát nảy xanh khởi sắc hành nếu đã danh khởi hành thời chẳng nhận thọ bát nhã, trí huệ, ba la mật và cũng chẳng đầy đủ bát nhã, trí huệ, ba la mật. Vì chẳng đầy đủ bát nhã, trí huệ, ba la mật nên chẳng thành tựu được nhất thiết trùng trí. Như ngũ uẩn thập nhị xứ đến tam muội môn cũng như vậy. Do tâm ngộ ngã mà Bồ Tát danh khởi tâm muội môn hành. Vì có hành nên chẳng nhận thọ và chẳng đầy đủ bát nhã, trí huệ, ba la mật do đây nên chẳng thành tựu được nhất thiết chúng trí. Tại sao vậy? Vì sắc đến tam muội môn vốn chẳng thọ nhận. Vì chẳng thọ nhận nên sắc chẳng phải sắc, đến tam muội môn chẳng phải tam muội môn, vì là tánh không. Bát nhã trí huệ ba la mật cũng chẳng thọ nhận, thế nên chẳng phải bát nhã, trí huệ ba la mật vì là tánh không. Vì thế nên muốn thật hành bát nhã, trí huệ, ba la mật, đại bồ tát phải quán các pháp tánh không, quán tâm không hành xứ. Đây gọi là bồ tát chẳng thọ nhận, công dụng tam muội quảng đại này chẳng cùng chung với hoàng thanh văn, bích chi Phật. Nhất thiết trùng trí đây cũng chẳng thọ nhận, vì là nội không, vì là ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô thị không, tán không, tánh không, tự tướng không, chư pháp không, bất cả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không. Tại sao vậy? Vì như thiết chúng trí chẳng thể dùng tướng và hành mà có thể được tướng hành. Vì tướng hành là cấu tướng. Những gì là cấu tướng? Sắc tướng đến tam muội môn tướng gọi là tướng cấu ế. Nếu nhẫn thọ, nếu tu hành cấu tướng này mà có thể được nhứt thiết chúng trí thời phạm trí tiên ni tất chẳng phát tín tâm. Tin thế nào? Tin bát nhã, trí huệ, ba la mật. Suy gẫm phân biệt rõ biết chẳng do pháp hữu tướng, chẳng do pháp vô tướng. Như thế phạm trí tiên ni chẳng chấp lấy tướng mà an trụ. Trong tín hành, Phạm Trí Tiên ni dùng tín không trí nhập trong pháp tướng, chẳng nhận thọ sắc thọ, tưởng, hành, thức vì các pháp vốn tự tướng không nên chẳng thể nhận thọ. Phạm Trí Tiên ni này do chẳng phải nội quán, ngoại quán và nội ngoại quán mà được trí tuệ này. Cũng do chẳng phải là không trí huệ quán nên được trí huệ này. Tại sao vậy? Phạm trí này chẳng thấy có pháp vì người trí biết pháp biết xứ vậy chẳng phải ở trong sắc thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải ở ngoài sắc thọ tưởng hành thức mà phạm trí này được trí cũng chẳng ở trong nội ngoại sắc thọ tưởng hành thức mà được trí huệ này cũng chẳng phải rời ngoài sắc thọ tưởng hành thức mà được trí tuệ này vì nội ngoại không vậy ở trong đây phạm trí tiên ni tâm được tín giải nơi nhất thiết trí Thế nên phạm chí tin thiệt tướng của các pháp vì tất cả các pháp bất khả đắc. Tín giải như vậy rồi thời không có pháp để có thể nhận thọ vì các pháp không tướng, không ước niệm. Nơi các pháp phạm, trí tiên ni cũng vô sở đắc không thủ, không xả vì thủ xả đều bất khả đắc vậy. Phạm trí tiên ni cũng chẳng niệm trí huệ vì các pháp tướng vôn vô niệm vậy. Đây gọi là bát nhã trí huệ ba la mật của Đại Bồ Tát vì bát nhã trí huệ ba la mật chẳng phải bát nhã trí huệ ba la mật vậy. Đại Bồ Tát chẳng nhận thọ sắc thọ tưởng hành thức vì tất cả các pháp chẳng nhận thọ vậy. Nhận đến chẳng thọ tam muội môn vì tất cả pháp chẳng thọ vậy. Ở trong đây, Bồ Tát đây cũng chẳng lấy niết bàn niệm xứ vì chưa đầy đủ tứ niệm xứ nhận đến chưa đầy đủ 18 pháp bất cộng. Tứ niệm xứ này chẳng phải tứ niệm xứ nhận đến 18 pháp bất cộng chẳng phải pháp bất cộng. Những pháp này chẳng phải pháp cũng không chẳng phải pháp. Đây gọi là bát nhã, trí huệ, ba la mật của Đại Bồ Tát chẳng thọ sắc nhận đến chẳng thọ pháp bất cộng. Bạch Đức Thế Tôn Muốn thật hành bát nhã, trí huệ, ba la mật, đại bồ tát phải tư duy như vầy. Gì là bát nhã, trí huệ, ba la mật? Tại sao gọi là bát nhã trí huệ ba la mật? Bát nhã trí huệ ba la mật của ai? Nếu thật hành bát nhã trí huệ ba la mật Đại Bồ Tát nên nghĩ nhớ rằng nếu các pháp vô sở hữu bất cả đắc thời là bát nhã trí huệ ba la mật. Ngài Giá Lợi Phất hỏi, những pháp gì vô sở hữu bất cả đắc? Móc lửng, Ngài Tu Bồ Thề nói. Bát nhã, trí huệ, ba la mật là pháp, vô sở hữu bất cả đắc, thiền na, thiền định, ti lê gia, tinh tấn, sáng đề, tham nhẫn, thi la, thà na, ba la mật là pháp, vô sở hữu bất cả đắc. Tại sao vậy? Vì là nội không, ngoại không, nội ngoại không 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 đại không đệ nhất nghĩa không hữu vi không vô vi không tất cảnh không tự tướng không chư pháp không bất cả đắc không vô pháp không hữu pháp không vô pháp hữu pháp không vậy nầy xá lợi phất sắc thọ tưởng hành thức là pháp vô sở hữu bất cả đắc nhận đến vô pháp hữu pháp không là pháp vô sở hữu bất cả đắc từ niệm xứ đến bất cộng pháp là pháp vô sở hữu bất cả đắc các môn thần thông cùng như như pháp tánh pháp tướng pháp bị pháp trụ và thiệt tế đều là pháp vô sở hữu bất khả đắc nầy xá lợi phất phật cúng nhất thiết trí nhất thiết chủng trí là pháp vô sở hữu bất khả đắc vì là nội không nhận đến vô pháp hữu pháp không vậy nầy xá lợi phất nếu lúc tư duy như vậy, quan sát như vậy, Đại Bồ Tát tâm chẳng trầm một, chẳng hối tiếc, chẳng khinh, chẳng sợ, phải biết Đại Bồ Tát này chẳng rời hạnh bát nhã, trí huệ, ba la mật. Ngài xá lợi phất hỏi, do nhân duyên gì mà biết Bồ Tát chẳng rời hạnh bát nhã, trí huệ, ba la mật. Móc lửng, Ngài tu Bồ Thề nói, sắc rời sắc tánh, nhận đến thức rời thức tánh sáu ba la mật rời sáu ba la mật tánh nhận đến thiệt tế rời thiệt tế tánh ngài xá lợi phất hỏi thế nào là sắc tánh đến thiệt tế tánh móc lửng ngài tu bồ thề nói vô sở hữu là sắc tánh nhận đến vô sở hữu là thiệt tế tánh vì duyên cớ này nên biết rằng sắc rời sắc tánh nhận đến thiệt tế rời thiệt tế tánh nơi ngài xá lợi phất Sắc cũng rời sắc tướng, nhận đến thiệt tế cũng rời thiệt tế tướng, tướng cũng rời tướng, tánh cũng rời tánh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi:" Nếu học như vậy, Đại Bồ Tát được nhất thiết trùng trí chăng?" Móc lửng, Ngài Tu Bồ Thề nói:" Thúng như vậy, nếu Đại Bồ Tát học như vậy, thời thành tựu nhất thiết trùng trí. Tại sao vậy? Vì các pháp chẳng sanh khởi, chẳng thành tựu vậy ngài xá lợi phất hỏi duyên cớ gì các pháp chẳng xanh chẳng thành móc lửng ngài tu bồ thề nói vì sắc tức là sắc không nhận đến vì thiệt tế là thiệt tế không nên sắc xanh thành bất cả đắc nhận đến thiệt tế xanh thành bất cả đắc nơi ngài xá lợi phất học như vậy đại bồ tát lần lần gần như thiết chủng trí lần lần được thân thanh tịnh tâm thanh tịnh và tướng thanh tịnh vì được thân và tâm cùng tướng thanh tịnh nên Đại Bồ Tát này chẳng phát sanh những tâm phiền não, tham, sân, si, mạn, san tà kiến. Vì chẳng phát sanh tâm phiền não nên Bồ Tát này chẳng sanh từ bụng người mẹ mà thường hóa sanh từ một Phật quốc đến một Phật quốc để thành tựu chúng sanh. Thanh tĩnh Phật độ, mãi đến khi thành vô thượng Bồ đề chọn chẳng lúc nào rời chư Phật Đại Bồ Tát phải học và hành bát nhã trí huệ, ba la mật như vậy, hết phẩm thứ 9.